Hà Nội, cặp đôi đi cà phê thấy chiếc điện thoại lạc mất chủ nhân, rủ lòng thương đắp áo cho điện thoại khỏi lạnh rồi giúp nó về luôn với chủ mới. Hiểu kiểu gì? Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là lòng người. Đó là những lời nhắn gửi của một chàng trai dành cho cặp đôi tiên đồng ngọc nữ tại Hà Nội. Chuyện là anh chàng này đi cà phê, không may để quên chiếc iPhone XS Max mới dán cường lực càng đét. Tuy nhiên, khi quay lại thì không thấy đâu, gọi thì nghe được âm thanh quen thuộc rằng đã thuê bao. Sau một hồi đấu tranh tâm lý với nhân viên, anh đã thu được một đoạn video quý giá, chứng kiến quá trình đứa con cưng rời xa vòng tay mình để về với chủ mới. Theo đó, sau khi anh rời đi, một cặp đôi đã tới vị trí ngồi của anh. Nhìn thấy chiếc điện thoại bơ vơ không nơi nương tựa, cô gái cẩn thận lấy áo đắp cho em nó đỡ lạnh, khêu khêu bạn trai đi cùng. Cả hai đồng loạt đeo khẩu trang lên như thách thức tài quan sát của những ai check camera, rồi lặng lẽ rời đi, không quên đem theo chiếc điện thoại bơ vơ bàn nãy. Kể từ giây phút này, chiếc điện thoại chính thức có chủ mới. Sau đó đôi uyên ương mỉm cười nắm tay nhau rời khỏi quán, để lại chàng trai xem camera trong ngậm ngùi, tiếc nuối và chỉ biết đăng clip lên mạng xã hội, mong cộng đồng mạng tìm giúp danh tính của cặp đôi. Hy vọng rằng anh trai sẽ sớm tìm lại được tài sản của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi 8TV, tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày bạn nhé.